Trước ít đi đến y tế lắm, có phòng khám nhân đạo đi khám dễ dàng, giấy tờ nó dễ hơn nữa. Tôi lãnh thuốc uống ở đây là được 3 năm, thấy uống nó cũng đỡ tốn tiền. Là vì đi qua mà khám đây thì thấy là phòng khám này đối xử thì cũng tử tế, cũng nhiệt tình. Nghỉ hưu rồi mà tôi cảm thấy tôi dùng cái nghề tôi để tôi giúp được bà con nhiều, tôi cảm thấy rất là vui. Cứ định kỳ vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, địa chỉ này lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người mỗi khi trái gió trở trời. Không cần sổ bảo hiểm, không cần trả tiền thuốc, bệnh nhân cần là các y bác sĩ ở đây sẵn sàng đón nhận. Từ những căn bệnh thông thường, cảm, ho, sổ mũi, cho đến những căn bệnh đau khớp hay mất ngủ kinh niên, tất cả đều được đội ngũ y bác sĩ ở đây tận tình chữa trị. Đỡ là người cho những người nghèo không có tiền đấy, lại đi khám miễn phí mà. Thành ra ai cũng đi là đến đây khám rồi có người từ thiện cho ăn uống đồ nữa đầy đủ. Mà mất ngủ hay gì chạy lại tiệm thuốc tây đó là mua liều là cũng 5.000, mà nếu mình uống tới một tuần thì thấy là nó cũng nhiều. Thôi diện tuần đó mình không có mua đó, mình chạy ở đây thì không có tốn tiền. Phòng khám nhân đạo này hoạt động đã gần 20 năm. Nó ra đời từ suy nghĩ rất đơn giản của đội ngũ thầy thuốc trẻ tình nguyện của tỉnh Đồng Tháp và được duy trì liên tục cho đến tận ngày hôm nay. Dù bất kể ngày mưa hay nắng, nơi đây luôn luôn sẵn lòng đón tiếp bệnh nhân mà không hề nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Mình làm nghề y thì mình phải phục vụ bệnh nhân với nhiều cái hình thức ở trong cơ sở y tế nhà nước, công lập hay là ngoài công lập hay là từ thiện gì đều tốt hết. Thì tôi cũng trước giờ tôi cũng cái suy nghĩ này, thành thử ra tôi cũng dành ngày thứ bảy đến để tiếp với các bạn mọi người lo cho bệnh nhân nghèo. Dù là công việc nó đơn giản, nó nhỏ nhưng mà nó là nghề của mình thì cũng có niềm vui, cũng có cái đóng góp. Và số lượng hiện tại của bệnh nhân bây giờ thì trung bình mỗi một tháng từ 300 mấy đến 400 mấy bệnh nhân một tuần, thì gồm tất cả các bệnh hết. Chỉ cái bệnh là về sản khoa, về ngoại khoa rõ thì chúng ta không làm được thôi. Ngoài ra những cái bệnh khác thì ở đây đều điều trị tốt được. Thì qua quá trình điều trị lâu dài thì nghe phản ứng từ bệnh nhân thì càng ngày càng đông. Thì này chứng tỏ rằng cái khả năng điều trị của mình đây cũng đáp ứng được cho bà con. Dù là phòng khám từ thiện nhưng quy trình làm việc rất chuyên nghiệp. Từ việc tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh cho đến cấp phát thuốc, mỗi người một việc, tất cả đều rất tận tâm và nhiệt huyết. Để duy trì hoạt động của phòng khám, đội ngũ y bác sĩ trẻ tình nguyện đến từ 4 bệnh viện trên địa bàn sẽ thay phiên nhau đảm trách. Mỗi đơn vị sẽ phụ trách một tuần. Theo đó, mỗi buổi khám có từ 4 đến 6 bác sĩ, 15 điều dưỡng và 2 dược sĩ đại học. Cứ theo việc mà làm, tất cả với tinh thần tự nguyện, vì mục tiêu chung, hết lòng vì bệnh nhân. Thấy ra mấy ngày mà cỡ mưa đó thì cũng bác sĩ cũng cực khổ mà cũng ráng đi. Cũng ráng đi lo cho bà con. Vì cái bà con thì bệnh mà cũng có số thì hơi gia đình bận chặt thì tiền bạc không có đi bác sĩ tư hay là đi nằm bệnh viện, thì cũng nhờ ở đây thì có thuốc từ thiện vậy nó cũng đỡ cho bà con nhiều lắm. Trải qua 19 năm hoạt động, phòng khám nhân đạo ở đây đã khám, tư vấn cấp phát thuốc cho hơn 200.000 bệnh nhân với tổng số tiền hơn chục tỷ đồng. Kinh phí được các thành viên vận động nhiều nguồn trong suốt từng ấy năm. Mặc dù nguồn tài trợ có lúc vơi lúc đầy, nhưng tấm lòng đối với người bệnh trong lòng của các y bác sĩ lúc nào cũng nguyên vẹn theo đúng tôn chỉ của nghề mà mình đã chọn.